Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, lẩu đang dần trở thành một trong những món ăn quen thuộc đối với mọi lứa tuổi Tuy nhiên nhiều người lại không biết rằng trong lẩu tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh rất cao Và dưới đây sẽ là một số sai lầm mọi người đều mắc phải trong quá trình ăn lẩu Những nguy cơ tiềm ẩn khi ăn lẩu một Gây bệnh cho đường tiêu hóa Nhiều người thường thả thức ăn vào nồi nước dùng đang sôi rồi gắp ra để ăn, Chính thói quen này có thể khiến thực phẩm vẫn còn vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe và đường tiêu hóa. Trong thực tế, việc sử dụng đồ ăn tái nhúng qua nước nóng không thể tiêu diệt được hết những loài ký sinh trùng bám trên thực phẩm, khiến cho con người dễ mắc bệnh. Ngoài ra, trong quá trình ăn lẩu, thường được chế biến với rất nhiều nguyên phụ liệu tươi sống, chứa rất nhiều sán dây như thịt dê, thịt bò, đặc biệt là thịt heo, khi không được chế biến sạch sẽ, dễ có ký sinh trùng và còn bám lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa của bạn. 2. Ung thư đại trực tràng. Khi ăn lẩu thường xuyên, món ăn dẫn đến bệnh ung thư đại trực tràng bởi đây là món ăn được đun sôi liên tục trong thời gian dài. Trong quá trình ăn lẩu, khiến các axit amin của thực phẩm bị hòa tan trong nước, sinh ra lượng nitrit có khả năng gây ung thư. Đồng thời, chính nhiệt mà các cơ quan như khoang miệng, cuống họng dạ dày của con người chịu được là 5 cho đến 60 độ C. Khi chúng ta ăn nóng, có thể dẫn đến tổn thương niêm mạc dạ dày, gây bệnh viêm dạ dày cấp tính hoặc viêm thực quản cấp tính, làm viêm loét dạ dày, thậm chí hình thành khối u trong tiêu hóa. 3. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm Trong quá trình ăn lẩu, sử dụng nhiều loại rau ăn kem. Những loại rau phổ biến khi ăn lẩu như rau cần, rau cải, cải cúc hay cải thảo trong thành phần rau củ thường chứa nhiều hóa chất và vi khuẩn nếu như không được rửa sạch sẽ. Bạn sẽ có nguy cơ nhiễm các loại run sán, nang sán, vi khuẩn từ các loại rau này. Nặng hơn nữa, có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc thức ăn. Khi ăn lẩu, nếu bạn muốn đảm bảo, thì hãy nhặt kỹ rau, rửa sạch nhiều lần và ngâm trong nước dung dịch rửa rau quả để không gây bệnh. 4. Thực phẩm mất chất, sinh chất độc hại cho sức khỏe không chỉ khiến hàm lượng nitrit tăng cao, việc nước lẩu bị đun quá lâu còn khiến các loại vitamin bị phân hủy, chất béo bão hòa gây hại cho cơ thể. trong khi ăn tái gây nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, thì nhúng thức ăn quá kỹ lại làm mất vị ngon của món, làm mất chất. chính vì vậy, thời gian nhúng thực phẩm vô cùng quan trọng và lý tưởng là nhúng thịt trong vòng 10 phút, hải sản 15 phút và dầu là khoảng 1 đến 2 phút tùy loại. Ngoài ra, để nồi lẩu ngon và an toàn cho sức khỏe, bạn nên thay nước lẩu mới sau 60 phút. 5. Dễ bị đau dạ dày. Những ngày thời tiết mát mẻ mà ăn lẩu thì không gì tuyệt vời bằng, đặc biệt nó là món chua cay. Tuy nhiên, món ăn khoái khẩu này sẽ ảnh hưởng lớn đến dạ dày và các cơ quan tiêu hóa khác. Vị chua, cay tác động lên niêm mạc dạ dày, nhẹ thì đau dạ dày nặng thì gây phù nề, sưng huyết và viêm loét dạ dày. Vâng, như vậy có thể thấy món lẩu không hề gây ra bệnh mà do cách ăn, cách sử dụng của con người mới tạo ra bệnh. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu anh xin chào và hẹn gặp lại.